Tử vi về ngày 16 tháng 1 âm lịch Bính Ngọ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Giá Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giá Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 16 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Giá Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Giá Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 16 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 16 tháng 1 năm 2021 âm lịch tức ngày 27 tháng 2 năm 2021 dương lịch là ngày Bính Ngọ tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thiên Hà Thủy, ngày Bính Ngọ thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là Mậu Tý và Canh Tý. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan về tử vi 12 con giáp trong ngày 16 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiếu cho nên tuổi Tý có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sắc này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chính khí tốt, giúp vào sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có hai cát tinh là Tướng Tinh và Phúc Tinh chiếu mệnh, đem lại những may mắn trong công việc. Phúc Tinh giáng chiếu tương đồng với công việc trong ngày, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Còn Tướng Tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp.
từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Bính Dương hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày này có thái cực chiếu đến bản mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp Bính Dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên gặp phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hưu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 6. Tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Bính Dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc chiếu đến, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tiền trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương hỏa gặp Bính Dương hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn trong ngày có các tinh tướng tinh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Bính Dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn còn có Kim Dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Bính Dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có Văn Xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Bính Dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày có thiên ất quý nhân và thái cực đóng mệnh. Đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Bính Dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn trong ngày còn có các tinh tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung.
Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hư họa, y chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp phải những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp bính dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 16 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.